Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Và sứ đồ Phaolô nói hiện nay chúng ta có ba điều, đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Chúng ta hãy xoay quanh cuộc đời mình trong ba điều đó. Trong ba điều đó thì sứ đồ Phaolô chép rằng tình yêu thương là trọng hơn hết. Bởi vì tình yêu thương là môi trường để cho đức tin chúng ta hành động. Nếu chúng ta không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong lòng mình thì đức tin mình bị tê liệt và nó không thể hành động được. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm được cái quyền phép của đức tin mà mình có trong lời Ngài. Không ạ? Cho nên anh em hãy nuôi dưỡng tấm lòng của mình để nó tràn ngập tình yêu của Chúa. Đừng để bất cứ một sự gì khác hơn tình yêu của Ngài sống trong lòng của chúng ta. Châm ngôn cũng dạy chúng ta về anh chị em, hãy cẩn thận giữ tấm lòng còn hơn hết, vì các nguồn sự sống từ đó mà ra. Nhiều nan đề ngày hôm nay, bệnh tật đau yếu, đau đớn, sụp đổ trong cuộc đời của mình, thật ra nó ra từ cái tâm của chúng ta cả. Cái tâm của chúng ta, nó xáo động, tâm chúng ta giận hờn, cay đắng, tâm chúng ta không hài lòng, không thỏa nguyện, tâm chúng ta u ám, và tất cả mọi thứ đau yếu, sụp đổ của cuộc đời mình nó ra từ đó. Bởi vậy anh chị em, hãy nuôi dưỡng tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng mình, vì đó là môi trường để đức tin quyền phép của Chúa hành động. Tuy nhiên đó, còn một điểm nữa cho chúng ta, đó là niềm hy vọng. Niềm hy vọng. Chúng ta ít giảng về niềm hy vọng, chúng ta ít nói về niềm hy vọng, nhưng tôi nói nó rất quan trọng nữa anh chị em. Nếu nó không quan trọng thì Kinh Thánh đã không đề cập, phải không ạ? Kinh Thánh đề cập đến. Cho nên á, như một con tàu đi trên biển vậy đó, nếu không có ngọn hải đăng, nó sẽ không biết đi về đâu, lạc đường liền. Biển cả mênh mông, cho nên chúng ta sẽ không biết đi đâu về đâu nếu chúng ta không có niềm hy vọng. Niềm hy vọng là cái gì đó Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta trong tương lai, để cặp mắt đức tin chúng ta hướng về đó, để cả cuộc đời mục đích sống chúng ta hướng về đó, và chúng ta tiến bước. Không ạ? Cho nên niềm hy vọng rất là quan trọng. Và tôi lấy đề tài bài giảng buổi sáng hôm nay với cho anh chị em là hy vọng của chúng ta trong Chúa là gì? Chúng ta cần biết đó. Năm xưa khi cho tôi mới tin Chúa là một thanh niên trẻ đang du học ở bên Nga đó, anh em biết tôi cũng rất là mông lung trong cái đức tin của mình. Tôi không biết rằng là mình tin Chúa Giê-xu để làm cái gì. Không ạ? Người ta nói rằng tôi tin Chúa Giê-xu để được sự cứu rỗi này nọ, rồi tôi ok, lúc đã trẻ thì tôi cảm thấy cũng được đấy. Nhưng mà đời mình vẫn đang sống khỏe mạnh như thế này mà tự nhiên mình cần cái sự đó làm gì? Nhiều khi nó cũng rất là suy nghĩ, phải không ạ? Nhưng mà ngay khi tôi được mời đến dự những cái buổi truyền giảng của những đầy tớ Chúa đó, giống như là ông mục sư Benehin, ông Lester Samran, ông Maris Sarulo, ông Richard Bonki, tôi ngồi dưới tôi nghe các ông ấy giảng, phải không ạ? Và tôi nhìn thấy cuộc đời các ông ấy, tôi đọc về cuộc đời các ông ấy, là những cuộc đời biến đổi thế giới, là những cuộc đời mà cứu hàng triệu người, là những cuộc đời đem hạnh phúc, yêu thương, đem hy vọng, đem tình yêu, đem sự chữa lành đến cho hàng tỷ người. Và tự nhiên trong trái tim nhỏ bé của một người thanh niên lúc đó, tôi nói Chúa, wow, ước gì Chúa cũng sử dụng con bằng một phần của những người này. Và trong tôi nảy lên một cái mục tiêu, một cái mục đích, một cái hy vọng rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ làm gì đó trên đời sống của mình giống như những người này. Và tôi nuôi dưỡng nó. Giống như trong Kinh Thánh Hebrew có nói, hãy nhìn đức tin của những người đi trước mà học đòi kết quả của họ, học đòi đời sống của họ. Anh chị em ạ, điều đó nó rất là quan trọng. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu để cho chúng ta tấm gương của Ngài, lời của Ngài và nhiều điều ở trong Kinh Thánh, cho chúng ta niềm hy vọng trong tương lai, cho chúng ta cái đích để chúng ta đạt được, muốn đạt được, tiến tới cái đích đó, làm cho đời sống cơ đốc của chúng ta không còn là những nỗ lực nhạt nhẽo chán phèo nữa. Đây mà. Nhiều khi anh em nỗ lực để kiêng ăn mà cũng chả biết mình kiêng ăn để làm gì. Nhiều khi anh em nỗ lực nghiên cứu lời Chúa mà không biết mình nghiên cứu để làm gì. Nhiều khi anh em nỗ lực để học thuộc lòng Kinh Thánh mà không biết mình học thuộc lòng để làm gì. Và chính những sự đó khiến chúng ta nản lòng, chúng ta dừng lại, chúng ta thất bại. Tôi khích lệ anh chị em hãy đọc biết những hy vọng của chúng ta có trong Chúa. Hãy nhìn những cuộc đời của những người đi trước mình, hãy đọc về cuộc đời của họ, để chúng ta có những cái mục tiêu, có những cái điều khao khát,
có những cái sự mà chúng ta cầu xin để Chúa tiến tới. Cho nên tôi bắt đầu bài giảng hôm nay với câu kinh thánh thuộc lòng của anh chị em đó. Không ạ? À, Chúa khuyên chúng ta là đừng có ngã lòng, chẳng ngã lòng. À, vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng. Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong thì cứ đổi mới ngày càng hơn. Có một điều gì đó chúng ta phải nhìn vào câu kinh thánh này và tiến tới. Chúa muốn chúng ta, Chúa muốn nhìn thấy chúng ta có một sự đổi mới bên trong. Như vậy, chỉ riêng câu kinh thánh 16 này thôi là chúng ta đã thấy mình cả hai con người, phải không ạ? À, mình cả hai con người. Kinh thánh gọi mình là người bề ngoài và người bề trong. À, chúng ta cả hai con người. Ngay khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được tái sanh, thì bên trong chúng ta có hai con người đang sống. Đó là một sự thật mà chúng ta cần phải biết, phải chấp nhận, phải tin. Nếu như chúng ta tin khác đi thì nguy hiểm rồi, không ạ? Và trong hai con người này thì Đức Chúa Trời muốn con người bề ngoài phải chết đi, nhưng con người bề trong thì đổi mới. Anh em theo rõ ý muốn của Chúa không sai, rất rõ ràng cụ thể. Và đây cũng phải là mục tiêu của chúng ta. Đây là hy vọng, đây là cái đích để chúng ta tiến tới. Trong cuộc sống, cái người mà nghèo nhất ấy, là cái người không có ước mơ. Anh em có hay nghe câu đó không ạ? Sống mà chả ước mơ gì cả. Và cũng vậy, trong cái đời sống tâm linh ấy, tôi khuyên hết thảy chúng ta phải đặt một ước mơ. Ước mơ con người bề trong của chúng ta trở nên như thế nào? Đúng không? Trở nên như thế nào? Chúng ta không được thả trôi đời sống tâm linh của mình. Chúng ta không thực thả trôi con người bề trong của mình. Kệ nó muốn sao nó muốn. Không phải như vậy. Đôi khi chúng ta làm những điều rất ngược, anh chị em. Chúng ta chăm sóc cái con người bề ngoài quá nhiều, mà chúng ta bỏ bê con người bề trong. Trong khi con người bề trong là con người đời đời của anh chị em, là giá trị đời đời của anh chị em, mà chúng ta thường bỏ quên nó. Chúng ta chăm sóc bên ngoài nhiều quá. Chúng ta chăm sóc cho 60 năm cuộc đời này quá nhiều. Chúng ta đổ dồn quá nhiều tâm lực, sức lực, vật lực, tài lực cho nó. Anh chị em gà men với tôi điều đó ạ. Đây là chỗ mà rất phổ biến, không những ở ngoài thế gian đâu, mà còn trong hội thánh của Chúa nữa. Đây là chỗ mà khiến cho đời sống tâm linh chúng ta bị bỏ bê và trở nên yếu đuối, sờn lòng, xa ngã. Vì vậy kinh thánh dặn chúng ta là chớ ngã lòng. Vì dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong sẽ đổi mới càng ngày càng hơn. Tại chỗ này chúng ta học được một nguyên tắc của sự tăng trưởng tâm linh. Con người xác thịt của chúng ta, cái con người tự nhiên của chúng ta, cái con người thuộc về phần hồn của chúng ta càng bị dập tắt đi, thì con người bề trong của chúng ta càng có cơ hội để được lớn lên. Đó là một nguyên tắc, không ạ? Những va đập bên ngoài là để rèn giũa chúng ta. Những cái va chạm bên ngoài là để khiến cho chúng ta trở thành người của đức tin, là người sống đẹp lòng Chúa. Đây là sự thật mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta sống giữa thế giới này. Chúng ta cũng có đủ mọi loại tai họa hoạn nạn y như những người chưa có Chúa vậy đó. Nhưng cái bản chất của những hoạn nạn tai họa đó nó khác, khác trước. Khi anh em bị một cái bệnh nào đó thì bệnh của anh em sẽ không giống như người ngoài kia để giết chết người ta. Nhưng bệnh đó có thể Đức Chúa Trời cho phép để khiến anh em kiêng ăn nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Và chính cái sự kiêng ăn nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, tìm kiếm Chúa nhiều hơn đó khiến cho cái con người đời đời bên trong anh em nó được thức tỉnh và tăng trưởng. Đó là điều mà chúng ta thấy rõ ràng. Rõ ràng chúng tôi thấy rằng là có những tín đồ tàu ngầm. Tàu ngầm có nghĩa là 365 ngày chỉ nổi lên một ngày thôi. Nhưng mà khi bị bệnh chẳng hạn thì có mặt ở hội thánh đầy đủ. Có đúng không ạ? Tôi không nói rằng Đức Chúa Trời sử dụng bệnh tật để trị con cái Ngài. Không đâu.
Nhưng Đức Chúa Trời cho phép những điều đã xảy ra, những va đập đã xảy ra, những mài dũa đã xảy ra, cho phép để con cái của Ngài thức tỉnh. Thức tỉnh và đừng sống cho những sự ngắn hạn này, nhưng hãy tìm kiếm những sự đời đời. Đó là một sự thật đó anh chị em. Cho nên khi Cơ Đốc nhân gặp hoạn nạn thì hoạn nạn đó không giống như người khác đâu. Chúng không xảy ra có mục đích để hủy diệt con cái của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng xảy ra như một công cụ khiến cho chúng ta gần Chúa hơn, tìm kiếm Chúa nhiều hơn, học hỏi về Chúa nhiều hơn, bắt đầu biết mở Kinh Thánh ra và tìm kiếm những chỗ nào mà Chúa hứa giúp đỡ con trong hoạn nạn này. Nếu anh em không bị nợ thì chắc gì anh em biết được câu Kinh Thánh: Đức Chúa Trời là đấng giàu có chu cấp cho tôi đủ mọi sự cần dùng, còn rộng rơi để cho tôi ban cho người khác và làm đủ thứ việc lành. Chắc gì mình thua nếu mình không nợ, có đúng không chứ? Cho nên hãy cảm ơn Chúa vì đôi khi chúng ta nợ. Amen. Hãy cảm ơn Chúa vì đôi khi chúng ta mắc nợ. Amen. Chúa cho phép như thế để chúng ta thuộc Kinh Thánh. Đó là sự thật hay xảy ra. Và cuối cùng của tất cả mọi cái va đập đó, nó dẫn chúng ta đến một cái sự đổi mới bề trong, là thứ còn lại đời đời. Khi đưa ra nhận định ở trên đó, thì sứ đồ Phao-lô cũng đã kể về chính kinh nghiệm cuộc đời phục vụ Chúa của chính ông. Anh em đọc ở trên của cái đoạn Kinh Thánh này sẽ thấy ông chép như thế nào. Nhưng chúng tôi đựng củ quý này trong cái chậu bằng đất, ý ông nói về cái thân thể của ông, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giêsu mà bằng hiện mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Anh em thấy không ạ? Wow, lời của Chúa là chân lý. Cho nên rõ ràng Đức Chúa Trời có mục đích để khiến cho những sự va đập xảy ra trong cuộc đời của mình, để cho anh em kinh nghiệm sự phục sinh của Chúa Giêsu là thắng hơn tất cả sự chết chóc ở đời này là thế nào. Nếu không có những va đập đó, anh em sẽ không kinh nghiệm được sự cứu giúp của Chúa. Anh em sẽ không kinh nghiệm được quyền năng chữa lành của Chúa. Anh em sẽ không kinh nghiệm được quyền phép phục hồi, giải phóng, giải cứu của Chúa trên đời sống của mình. Lấy gì để chúng ta làm chứng cho thế giới này rằng Chúa của chúng ta là tuyệt đỉnh? Phải không em? Chúng ta phải dùng cuộc đời và kinh nghiệm của mình để nói cho thế gian này biết rằng có một cứu Chúa sẵn sàng yêu thương và cứu giúp chúng ta qua mọi hoạn nạn, qua mọi thử thách. Amen chị em ha. Cho nên chính lời của Chúa Giêsu cũng khẳng định như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Giăng chương 12 câu 24. Bởi vậy anh chị em à, cái sự hoạn nạn đau đớn mình gặp ở trong cuộc đời này, hãy xem nó như là cái sự mài dũa của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để cho anh chị em mình đừng có ngã lòng. Amen chưa? Đừng ngã lòng. Nhiều con cái Chúa tưởng rằng tin Chúa là ngày rải thảm đỏ cho mình đi, cho nên khi gặp hoạn nạn cái ngã cái bịch liền, chả thấy đâu nữa, mất lần mất tiêu liền. Đó là chỗ mà chúng ta sai lầm. Chỗ mà chúng ta sai lầm. Chúa dạy chúng ta đừng ngã lòng. Đừng ngã lòng. Vậy thì sự hoạn nạn nhẹ và tạm có thể là những gì anh chị em? Hôm nay chúng ta dành thời giờ để nói một chút về điều đó. Vậy thì sự hoạn nạn mà Phao-lô gọi là nhẹ và tạm đó là gì? Nó đối xứng với cái sự vinh hiển mà đời đời vô lượng vô biên, đúng không ạ? Mà mình nhận được. Thì trước đó mình gặp những hoạn nạn mà Phao-lô gọi là nhẹ và tạm, có thể đó là gì? Chúng ta cần liệt kê ra đây một chút ha. Tôi có thể gọi đó, có thể mới đầu trong đức tin của mình, có thể đó là một cái sự xung đột ở trong gia đình của mình.
Có thể lắm anh chị em sau khi quyết định tiếp nhận Chúa một cái là về nhà chiến tranh xảy ra. Đúng không ạ? Về nhà chiến tranh. Ông chồng tự nhiên bình thường ông hiền lành, hôm nay ông đứng lên ông chỉ thẳng mặt ông nói: tin Chúa thì biến đi chỗ khác, mà không tin thì về nhà. Có thể lắm chứ, đúng không? Có chứ. Rồi chưa kể những thiếu niên, thiếu nữ khi tuyên xưng đức tin thì về nhà cha mẹ gây áp lực. Con mà tin Chúa tự lo đi làm mướn mà học hành, ba không chu cấp tiền bạc nữa. Tốt hết mồ hôi luôn anh chị em tham. Tốt hết mồ hôi luôn. Và đó tôi gọi là những xung đột bắt đầu xảy ra trong mối quan hệ. Chúa Giê-xu cũng có nói điều đó, chứ không phải là mình chỉ kinh nghiệm đâu. Chúa Giê-xu nói trong Ma-thơ chương 10 câu 34, Chúa chép nè: chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta không xứng cho ta. Ai yêu con trai con gái hơn ta không xứng cho ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng chẳng đáng cho ta. Ai giữ sự sống mình sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Lời của Chúa nói rõ rồi. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên và cũng đừng ngã lòng khi những sự đã xảy ra cho mình. Amen không ạ? Bây giờ câu hỏi là tại sao Chúa Giê-xu cho phép những sự đã xảy đến? Đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Mà tôi gọi cái đó đó là một cái sự mài dũa cái đức tính của chúng ta. Mài dũa. Châm ngôn chương 27 thì phải. Châm ngôn chương 27 có một câu rất là hay anh chị em. 27 câu 17 cũng: sắt thì mài nhọn sắt cũng vậy, người bổ dưỡng diện mạo của bạn hữu mình. Sắt thì mài nhọn sắt, có nghĩa là không có cách gì để rèn luyện cái tính cách thực sự thiên đàng của chúng ta khi chúng ta không có những va chạm với người khác. Anh em có thể nói tôi là người rất là hiền lành, không có hung dữ gì cả, nhưng mà nếu có một người nhổ vào mặt anh chị em là biết liền. Không ạ? Biết liền. Trong khi lời Chúa nói là nếu ai nhổ má bên phải đưa luôn má bên kia cho người ta nhổ, ai vả má bên này thì đưa luôn má bên kia cho người ta vả. Phải không? Cái đó là cái sự hoàn hảo của một đức tính. Một đức tính nhịn nhục như chính Đức Chúa Trời. Một đức tính kiên trì chịu đựng như chính Đức Chúa Trời. Một đức tính có thể chịu tất cả mọi thứ oan uổng bắt bớ khốn cùng như chính Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane, trong đêm mà Ngài bị nộp. Làm sao để chúng ta có thể rèn luyện đức tính đó để chúng ta giống Chúa Giê-xu? Đó là câu hỏi, phải không ạ? Đó là câu hỏi. Chúng ta nói rằng mình có thể tu luyện thế này thế nọ, mình có thể tự mình điều chỉnh mình thế này thế nọ, nhưng mà không. Tôi xin thưa với anh chị em, một cái dao muốn sắc phải có hòn đá để mài, có cái dũa để mài. Cho nên Kinh Thánh gọi là sắc mài nhọn sắc. Và Đức Chúa Trời sử dụng con người để rèn dũa người khác. Đức Chúa Trời có thể sử dụng vợ anh chị em để dũa anh chị em. Đức có thể sử dụng chồng anh chị em để rèn chị em. Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất cứ người nào mà kề cận anh chị em để rèn dũa chúng ta. Và đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải trải qua. Cần phải trải qua. Đức Chúa Trời thấy rằng chúng ta cần phải trải qua. Và bởi đó anh chị em à, khi gặp những hiện tượng như vậy, chớ có ngã lòng. Được không anh chị em? Đừng ngã lòng. Dù có bắt bớ cỡ gì, đừng ngã lòng. Hãy cầu nguyện. Hãy nói với Chúa. Và hãy để cho phẩm hạnh của Đấng Christ được tăng trưởng trên đời sống của mình. Chúng ta không thể thắng thế gian này bằng cơ bắp. Chúng ta không thể thắng thế gian này bằng những trận chiến đấu khẩu hay là chém giết như ngồi kia. Chúng ta không thể thắng thế gian này bằng súng đạn. Tại vì đằng sau của những sự đó là những quyền lực của Satan. Có đúng không ạ? Những quyền lực của đời này, những quyền lực của sự tối tăm. Cho nên người đời này không hiểu được điều đó. Người ta chiến đấu với thịt và huyết. Nhưng mà xin thưa với anh chị em, con người mình chết chứ quỷ nó có chết đâu.
Rồi, con người này chết, nó giận con người khác lên, nó ám cho người đó, đánh nhau tiếp. Cho nên là cuộc chiến sẽ cứ dài dẳng. Nếu như chúng ta không có phẩm hạnh của Đấng Christ để thắng hơn trong mọi sự của mình. Chúa muốn chúng ta không phải đấu tranh, mà Chúa muốn chúng ta để cho Đức Chúa Trời hành động qua phẩm hạnh của mình và chiến thắng hoàn cảnh của mình. Đó là chỗ mà Đức Chúa Trời muốn thấy. Cho nên trong những sự xung đột trong gia đình, trong mọi mối quan hệ, cái đầu tiên mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy, đó là chúng ta có cách cư xử như chính Chúa cư xử. Đó là cái đầu tiên. Và trong cái cách cư xử đó, Đức Chúa Trời Ngài thêm sức để cho chúng ta chiến thắng. Ngài nói rằng nếu người nào ở đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì Ngài khiến cho kẻ thù nghịch của người cũng trở lại hòa thuận với người. Anh em không tin lời của Chúa sao? Phải tin chứ. Có thể chúng ta, có thể ngày hôm nay chúng ta nói không thể nào đâu. Ui, cái con người như vợ tôi làm sao mà nó tin Chúa được? Có thể chúng ta nói đó thế. Nhưng mà anh chị em ơi, không có sự gì là Chúa không làm được. Amen. Tôi thấy nhiều người đến tư vấn với một sự mà không thể đâu một sự. Kiểu này là em phải ly dị thôi, chứ không thể là không thể. Tôi nói thôi, thôi mà hạ lửa xuống đi. Cho anh ấy, cho cô ấy một cơ hội cuối cùng đi. Hay là cuối cùng tự nhiên là yêu nhau như ngày đầu tiên. À, Chúa có thể làm được chứ, phải anh chị? Phải tin tưởng Đức Chúa Trời dùng những con người đó để dũa mình, dùng những con người đó để rèn mình, dùng những con người đó để dạy mình, dùng những con người đó để khiến cho mình có thể nhịn nhục như chính Chúa Giê-xu. Đó là chỗ ha. Và tiếp theo cái gì, điều gì nữa anh em? Hoạn nạn mà Phao-lô gọi là nhẹ và tạm có thể là gì nữa? Tôi gọi đó là cái xung đột trong cái mối quan hệ xã hội. Có chứ. Ha, có đó. Lời của Chúa nói trong Giăng 15 như sau, câu 18 ha, cho em có thể đọc sẽ thấy. Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình, nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta. Anh em thấy không ạ? Chúa đã nói rồi. Và trong sách Luca thì kỹ thuật thêm nữa. Ngài phán cùng họ rằng dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có động đất lớn, đói kém, dịch lệ nhiều nơi, có điềm lạ kinh khiếp, dấu lớn trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua, các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo mình binh vực thế nào, vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ khôn ngoan mà kẻ nghịch không thể chống cự được. Các ngươi cũng sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu nộp mình. Họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét. Danh tham. Chúa Giê-xu đã nói trước rồi. Và ngày xưa đó, khi tôi còn trẻ đó, tôi tin Chúa cũng một vì những cái điều này, cũng là một trong những lý do khiến tôi tin Chúa. Vì khi tôi chưa có đức tin á, tôi rất là không có cảm tình với mọi tôn giáo. Tôi là người vô thần chính hiệu, phải không ạ? Tôi chẳng cảm tình. Tôi nói mấy ông tôn giáo đi chỗ khác chơi, đừng có nói chuyện đây, phải không ạ? Không được. Nhưng mà khi mà bạn của tôi giới thiệu quyển Kinh Thánh Tân Ước đó, tôi đọc thấy chỗ này. Tôi nói chưa có ai nói như Chúa Giê-xu nói. Nếu Ngài là một giáo chủ đó, mà một giáo chủ tôn giáo đó, thì Ngài phải nói những lời ngon ngọt để dụ người ta vào đạo của Ngài. Có đúng không ạ? Lễ thương tình, Ngài phải nói là các con ơi, đến với ta đi. À, các con mà ôm bom cảm tử là lên thiên đàng ngay và có 12 vợ trên đó. Ngài sẽ nói như thế. Thì người ta mới thích để ôm bom cảm tử, đúng không ạ? Người ta sẽ dụ thế này, dụ thế nào, dụ thế kia. Nhưng khi tôi đọc, tôi thấy không ai nói như Chúa Giê-xu nói. Ngài nói rằng những người theo Ngài sẽ gặp hoạn nạn và bắt bớ.
Ai tin theo ông tin thôi. Rất công bằng. Và tôi nghĩ chắc chắn rồi, cái gì quý giá đó nó rất là khó tìm. Có đâu anh chị em? Kim cương nó có ở trên mặt đất không anh chị em? Vàng nó ở trên mặt đất không anh chị em? Đó. Cho nên cái gì quý giá đó, cái gì mà có giá trị á, nó phải khó tìm, nó phải nằm sâu, nó phải khiến cho người ta phải đổ mồ hôi, đổ công sức, tận lực mới có thể tìm kiếm. Cho nên tôi mới thấy rằng những lời Chúa Giêsu dạy đó là báu vật của đời này. Rất ít người có thể lãnh hội và tìm kiếm được. Rất ít, không nhiều đâu. Vì người ta sẽ lo sợ. Người ta sẽ sợ rằng khi mình tin Chúa, mình sẽ mất mọi quyền lợi trên đời này. Người ta sợ rằng khi tin Chúa một cái, ngày mai giám đốc kêu vào đuổi việc. Đuổi việc. Người ta sợ như thế. Người ta sợ khi tin Chúa một cái, ngày mai là thôi xong, bắt bỏ tù, giam cầm, đánh đập, tra tấn, ức hiếp, đủ mọi chuyện. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang sống trên một đất nước cởi mở hơn với phúc âm của Ngài. Anh chị em mình ngồi đây không nhìn thấy điều đó. Nhưng em biết không, hiện nay nha, tôi không nói ngày xưa, hiện nay theo thống kê vẫn có hơn 50 đất nước đang khốn khổ và bị bắt bớ vì phúc âm. Anh em vào trong mạng cái cơ quan họ thống kê điều này, anh em sẽ thấy. Và trong top 50 đất nước đó, người ta thống kê lại đất nước nào anh chị em biết không ạ? Thứ nhất là Triều Tiên, thứ hai là Afghanistan, thứ ba là Somalia. Ba đất nước này, những con người tin Chúa là bị tai họa bắt bớ khủng khiếp nhất. Tôi kể ví dụ như ở Triều Tiên đi, Cơ Đốc nhân bị ngăn cấm thể hiện đức tin, có thể bị giết hại, bỏ tù chỉ vì cầm quyển kinh thánh. Đúng không ạ? Chính quyền Triều Tiên ép buộc công dân phải thờ cúng gia đình và thờ cúng những nhà lãnh đạo tối cao. Và hàng ngàn Cơ Đốc nhân bị giết hại và nhiều gia đình bị đưa đi gọi là cải tạo, giáo dục trở lại trong các trại lao động vì có đức tin của họ. Anh em thấy không ạ? Cho nên không có nghĩa rằng là hiện nay mình thấy mình bình yên là thế giới bình yên. Không, thế giới hiện nay vẫn đang bắt bớ những con người tin nhận Chúa Giêsu một cách khốc liệt. Và ở nhiều mức độ khác nhau, có những sự bắt bớ khác nhau. Và khi chúng ta tin Chúa Giêsu đó, Chúa cho phép những điều đã xảy ra để làm gì anh chị em ạ? Để kiểm tra cái sự trung thành của chúng ta. Đúng không ạ? Kiểm tra sự trung thành. Kiểm tra sự trung thành của chúng ta với Chúa Giêsu như thế nào. Và cái sự trung thành đó, nó rất là quan trọng vì nó xác định được cái chỗ mà chúng ta sẽ ở trong cõi đời đời. Ai trung tín cho đến chết sẽ được hưởng sự sống. Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày người ta sẽ kêu ra từng người, không ạ? Chĩa gươm, chĩa dao, chĩa súng vào đầu và nói với người đó: anh có công nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của anh không? Nếu anh nói có, tôi sẽ nã một phát để anh đi về với Ngài. Mà anh nói không thì tôi cho anh sống. Sẽ có ngày đó. Kinh Thánh nói trong thời kỳ cuối cùng sẽ có ngày đó. Và chúng ta là những người tin Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta là lòng trung thành. Ai không quý sự sống mình thì sẽ được sự sống, còn ai quý sự sống mình thì sẽ mất. Đó là lời Chúa nói. Cho nên xem, chúng ta biết những điều đó là tạm và nhẹ. Bởi vì sao tạm và nhẹ? Vì không ai sống cả đời để ức hiếp anh chị em cả. Cùng lắm mà mấy người đó cũng sống 6-70 năm chết hết tiêu rồi. Không ạ? Không ai chĩa súng vào đầu mình cả đời cả. Tất cả đều chỉ là một giai đoạn thôi. Nhưng điều quan trọng Chúa muốn thấy trong cái giai đoạn kiểm nghiệm đó, chúng ta thể hiện đức tin như thế nào trước mặt Chúa. Chúa Giêsu nói rằng những ai xưng ta trước mặt thiên hạ thì ta sẽ xưng người đó trước mặt Cha ta trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì sao thế? Ta sẽ chối người đó trước mặt Cha ta trên trời. Đó là điều mà Chúa có thể cho phép xảy ra để kiểm tra lòng trung thành. Có thể hôm nay chúng ta đứng đây mọi sự bình an, vui mừng, không ạ? Chúng ta được nhóm lại tự do, chúng ta nhảy múa và chúng ta có thể tự tin nói tôi rất là trung thành với Chúa Giêsu.
Tôi thà sống chết với Ngài. Anh em có thể nói như chính Phi-rơ nói trong đêm gà gáy phải không ạ? Tôi thà chết với Chúa thôi. Tôi không bao giờ chối Thầy đâu. Yên tâm đi. Nhưng mà khi Thầy bị bắt rồi thì sao anh em? Bỏ chạy té re hết rồi. Có anh chàng thậm chí trần truồng chạy luôn. Anh em đọc câu chuyện đấy chưa? Chính sự sợ hãi khiến cho chúng ta chối Chúa. Chính sự sợ hãi khiến cho chúng ta chối Chúa. Vì vậy anh chị em à, đừng tự tin vào bản thân mình, nhưng hãy tin rằng khi mình đầy dẫy Thánh Linh thì mình có thể dám sống và dám chết cho Chúa. Đó mới là sự tự tin đúng. Tôi biết rằng cái xác thịt này nó không thể nào đủ sức để chống lại những quyền lực đang trấn áp đức tin chúng ta. Nhưng thần của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong chúng ta có thể khiến chúng ta mạnh như sư tử của chi phái Giu-đa. Thần của Đức Chúa Trời cảm động trên David có thể khiến cho David không sợ hãi mà đứng trước một Goliath cao gấp 3 lần thân thể của ông. Đó là siêu nhiên. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, hãy nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Vì chúng ta không thể biết được ngày mai điều gì xảy ra. Amen ạ. Chúng ta không biết được đâu. Chắc chắn không biết được đâu. Và tôi nói với anh chị em rằng thế giới hôm nay biến động rất là nhanh. Biến động rất là nhanh. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với đức tin thuần túy của chúng ta vào ngày mai. Và Kinh Thánh thì chép rằng trong thời kỳ cuối cùng, những con người có đức tin thật sẽ bị truy sát, sẽ bị bắt bớ, sẽ bị gặp nhiều hoạn nạn, sẽ bị rất nhiều những thiệt thòi phân biệt ở trong xã hội này. Đó là lời Chúa Giê-xu nói, chứ không phải tôi nói. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần về điều đó. Một ngày nào đó, ai tất cả mọi người đều quay lưng chỉ tay vào chúng ta, thì liệu chúng ta vẫn còn đứng về phía Chúa Giê-xu hay không? Đây là câu hỏi mà mọi chúng ta cần phải trả lời. Nếu như hàng tỷ người trên trái đất này đứng lại, quay lại chỉ vào chúng ta và tách bạch chúng ta ra khỏi xã hội loài người, thì chúng ta có còn nắm chắc và tuyên xưng Giê-xu là Chúa của chúng ta hay không? Đó là chỗ mà Đức Chúa Trời muốn thấy qua những hoạn nạn bắt bớ anh chị em ha. Cảm ơn Ngài. Và rồi, giữa những hoạn nạn bắt bớ đó, thì cái sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên là những gì? Tại sao chúng ta lại phải chịu những điều đó? Cái đó là chúng ta cần phải tìm hiểu. Bởi vì như tôi nói đó, chúng ta sẽ thấy một đời sống cơ đốc vô cùng tẻ nhạt nếu chúng ta nỗ lực mà không thấy mục tiêu. Chúng ta nỗ lực đời sống mình để chúng ta trở nên một người tin kính, giống Chúa, đạo đức, thánh khiết. Chúng ta nỗ lực đọc Kinh Thánh, nỗ lực kiêng ăn, nỗ lực tìm kiếm Chúa, nỗ lực biệt riêng ra thánh, nỗ lực đi nhà thờ, nỗ lực phục vụ hội thánh, nỗ lực làm tất cả mọi việc. Mà nếu chúng ta không biết mục tiêu của mình, không nhìn thấy hy vọng của mình trong cõi tương lai, thì tôi xin thưa với anh chị em, rất dễ nản lòng. Rất dễ nản lòng. Và chúng ta sẽ ngã lòng đấy. Ngã lòng ngay. Đôi khi chúng ta lấy phương tiện làm mục tiêu là không đúng nha anh chị em. Chúng ta phải lấy mục tiêu là niềm hy vọng của mình trong Chúa để đạt được. Đôi khi chúng ta kiêng ăn và chúng ta đạt được cái mục tiêu là tôi phải kiêng cho được 30 ngày. Và đó không phải mục tiêu. Đó không phải mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là trở nên giống Chúa Giê-xu. Mục tiêu chúng ta là trở nên một người tin kính giống Chúa Giê-xu. Như vậy mục đích và sự hy vọng của chúng ta ở phía trước đó là gì? Dân Nhất chương 3 câu 2 chép như thế này. Anh chị em nghe nha. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài và sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Mình không biết thế nào, mình cứ tiến tới thôi, đúng không ạ? Nhưng Kinh Thánh nói rằng khi Chúa Giê-xu hiện đến thì chúng ta biến hóa trở nên giống như Ngài. Trong ca mê không ạ? Đó là chỗ mà chúng ta thấy, đó là niềm hy vọng của chúng ta. Và khi Chúa Giê-xu còn trên đất này, khi Ngài phục sinh, Ngài sống lại, thì Ngài có một thân thể vinh hiển. Các môn đồ ở trong cái nhà đóng kín, nhưng mà Ngài hiện ra, Ngài đứng chính giữa. Ngài có thể đi xuyên tường, Ngài có thể du hành trong vũ trụ này mà không cần đến tàu vũ trụ, không cần phải trả cả triệu đô. Anh em có thích đi du hành vũ trụ mà không cần trả tiền không?
hãy tin kính giống Chúa Giêsu. Đó là sự thật mà. Đến một ngày nào đó chúng ta sẽ du hành cả cõi vũ trụ này mà không phải trả một đồng phí nào cả. Thích thì bay thôi. Sướng quá. Tôi nghĩ điều đó là điều tuyệt vời. Mà mình không phải nói chuyện cổ tích. Chúng ta nói chuyện mà Kinh Thánh nói. Chúng ta sẽ có thân thể vinh hiển như chính Chúa Giêsu. Amen chứ. Đó là hy vọng của chúng ta. Cái thân thể hư nát này, mục rũng này, một ngày nào đó nó sẽ được thay thế. Khi Chúa Giêsu tái lâm, tôi và bạn cho em sẽ biến hóa trong chốc lát và mặc lấy thân thể vinh hiển để chúng ta có thể làm chủ không gian và thời gian mà Cha chúng ta đã tạo dựng. Đúng không? Ngày hôm nay khi chúng ta ở trong thân thể này, chúng ta bị giới hạn. Nhưng ngày sau chúng ta sẽ không bị giới hạn. Rõ anh chị em? Điều thứ hai mà chúng ta tiến tới là bởi vì nếu chúng ta trở nên thánh và có đời sống tin kính thì chúng ta được ở với Vua Giêsu đời đời. Giăng chương 14 câu 3 chép: khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi cũng ở đó. Tôi hỏi tất cả anh chị em có thích được ở bên cạnh Chúa Giêsu đời đời không? Wow. Chỉ cần Chúa hiện diện một tí ở đây là anh em không muốn về nhà rồi. Có đúng không ạ? Mà ngày sau anh em ở đời đời bên cạnh Ngài. Tôi nghĩ đó không gì có thể tả được. Không bút giấy nào tả được. Cái cõi hạnh phúc đó. Cái cõi thỏa lòng đó. Cái cõi đời đời đó. Anh chị em ơi. Đây là lý do tại sao mà chúng ta phải đầu tư cho đời sống tâm linh. Bởi vì nếu chúng ta không nên thánh thì không ai thấy được Đức Chúa Trời. Amen chứ. Nhiều người nói là kệ nó, tôi không cần nên thánh, tôi lên thiên đàng tôi ở trong cái thùng cạc tông được rồi, miễn khỏi thoát khỏi hỏa ngục là được. Nhưng xin thưa với anh chị em, trên thiên đàng không có thùng cạc tông. Trên thiên đàng chỉ có lâu đài, chỉ có đường vàng, đường bạc và có Chúa Giêsu vinh hiển ở đó. Và Kinh Thánh chép rằng những ai không nên thánh thì không thể thấy và đến gần Ngài. Chúng ta phải tiến lên. Chúng ta phải nghiêm túc với đời sống tâm linh của mình. Chúng ta phải thực sự đánh giá được đúng nghĩa cái sự quý giá mà Đức Chúa Trời đã kêu và gọi chúng ta trở nên con cái của Ngài. Amen chứ. Tôi thấy nhiều khi chúng ta quá coi thường điều này. Và vì quá coi thường điều này, chúng ta đã chăm lo quá nhiều cho đời sống tạm bợ này mà chúng ta bỏ bê đời sống tâm linh của mình. Anh chị em à, phải rèn luyện tâm linh. Giống như câu Kinh Thánh tôi vừa đăng trên Facebook hôm qua đó. Đó. Không ai ngẫu nhiên mà trở thành một người săn chắc cơ bắp cả. Người đó phải bỏ thời giờ vào phòng gym để tập mỗi ngày mỗi sáng, nâng tạ, hít đất, tất cả mọi thứ thì cơ bắp mới lên. Cũng không ai ngẫu nhiên mà trở nên tin kính và giống Chúa Giêsu cả. Chúng ta phải rèn luyện, amen chứ. Chúng ta phải luyện tập tâm linh của mình, đúng không ạ? Phải biết phân biệt điều lành và điều dữ. Vì sự rèn tập thân thể này ích lợi chẳng bao nhiêu, nhưng sự rèn tập tâm linh, sự tin kính thì ích lợi đời đời không cùng. Đó là lời Chúa trong Timôthê nhất chương 4 câu 17, anh chị em đọc sẽ thấy. Cho nên tôi không bao giờ muốn nhìn thấy một thế hệ cơ đốc lười biếng. Tôi không nói anh chị em lười lao động. Tôi không nói anh em là lười kiếm tiền, vì anh em siêng kiếm tiền lắm. Nhưng tôi muốn nói anh em lười về mặt rèn luyện tâm linh. Đó là cái thế hệ mà chúng ta nhìn thấy hôm nay. Chúng ta cần phải thức tỉnh nhau. Chúng ta cần phải thúc giục nhau bằng những tấm gương của các thánh ngày xưa, bằng những cái con người mà để lại cho chúng ta những cái di sản thuộc linh mà chúng ta đọc được nơi họ, thấy nơi cuộc đời của họ. Anh chị em ơi, bởi vì những cái sự rèn luyện và tâm linh này nó còn lại cho chúng ta đời đời vô cùng. Để chúng ta được ở với Chúa Giêsu, được xem mặt Chúa. Trong Thi Thiên 17 câu 15: còn tôi, nhờ sự công bình tôi sẽ thấy mặt Chúa. Khi tôi thức tỉnh tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Wow. Cho nên nếu chúng ta không nên thánh, chúng ta không trở nên giống Chúa Giêsu, thì làm sao chúng ta có thể khi thức tỉnh để có thể nhìn xem hình dạng của Chúa? Mà cái sự nhìn xem hình dạng của Chúa này nó khiến cho
con người đó được thỏa nguyện đời đời. Anh em nhớ Môi-se, phải không ạ? Khi ông Môi-se đó, ông gần gũi Chúa và Chúa hỏi ông là con muốn điều gì, cầu nguyện điều gì? Thì anh em biết lời cầu nguyện của ông rồi, phải không ạ? Ông nói rằng: Chúa, cho con xem vinh quang của Ngài. Tại sao Môi-se ông nói: Chúa ơi, cho con cục kim cương lớn nhất thế giới? Ông biết trong anh em mình khi Chúa hỏi đó, mà Chúa ơi, con thích cục vàng, giờ vàng đang lên giá Chúa, phải không ạ? Có thể chúng ta sẽ nói thế. Chúng ta muốn quá nhiều điều ở thế giới vật chất này. Đồng ý là chúng ta cần tiền bạc, cần cơm áo, cần nhà, cần xe để đi. Nhưng anh chị em ơi, nếu đã đủ rồi thì dẹp nó qua một bên đi để tìm kiếm Chúa, được không ạ? Nếu không á, chúng ta mãi cuốn vào cái điều đó và chúng ta bỏ bê cái điều quý hơn, bỏ bê cái điều cao trọng hơn, bỏ bê cái điều vinh hiển hơn, mà chúng ta lại trở nên lười biếng. Có một điều đáng buồn là người ta thống kê, anh chị em ạ, nhà tôi muốn nói một vài con số thống kê. Người ta thống kê, người ta thấy á, có 20% cơ đốc nhân đọc kinh thánh mỗi ngày thôi. Tôi không biết 80% kia họ làm gì, không biết. Vẫn đi nhà thờ nhưng mà không đọc kinh thánh. Lạ chưa? Mà nếu chúng ta không đọc kinh thánh thì làm sao trở nên thánh và tin kính như Chúa được? Làm sao chúng ta biết Chúa là ai mà trở nên giống Ngài được? Đó là sự thật, anh chị em. Cho nên tôi muốn khích lại anh chị em mình, cũng như tỉnh thức chính linh hồn của tôi, là chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Và quyền lực của thời kỳ cuối cùng này, nó kéo con người đi vào cái vòng xoáy của cuộc đời. Nó khiến cho chúng ta quá coi nhẹ những giá trị tâm linh, là những giá trị còn lại đời đời. Những giá trị mà quyết định cái vị trí và sự vinh hiển của mình trong cõi đời đời. Đó. Trong cõi đời đời chúng ta là ai? Được quyết định bởi bây giờ. Nếu bây giờ chúng ta nên thánh và giống Chúa, chúng ta được đặt ở nơi cao trọng trong cõi đời đời. Còn nếu bây giờ chúng ta là những người lười biếng tâm linh, không chịu luyện tập, những người teo cơ thuộc linh. Anh em biết người teo cơ rồi không ạ? Chả nhắc tay nhắc chân lên được, tôi gọi là teo cơ thuộc linh. Thì trong cõi đời đời chúng ta thật sự rất là thấp kém. Rất thấp kém. Đó anh chị em. Được ngắm xem vinh hiển Chúa Giê-xu, được vinh hiển của Chúa cứu thế cùng với mình, nếu mà chúng ta chịu khó luyện tập tâm linh. Dân chương 17 câu 24 chép: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Roma chương 8 câu 17-18 chép: Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Em thấy không ạ? Đó là những lý do. Và rất là nhiều lý do khác nữa anh chị em. Được đồng trị với Chúa, được thừa hưởng tất cả trong Chúa. Khải Huyền chương 21 câu 7 chép: Kẻ nào thắng sẽ được sự ấy làm cơ nghiệp, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con cái của ta. Anh chị em theo. Và cuối cùng, như Đa-nhiên chương 12 câu 3 chép: Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòm khung, và những kẻ dắt đem nhiều người và sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Anh chị em thấy không? Mão miệng đang chờ chúng ta. Vinh hiển chúng ta trong cõi đời đời. Ngày nay mình nhìn anh em mình thấy vẫn như nhau. Sau khi tin Chúa, sau được tái sanh, được đầy dẫy Thánh Linh, mình nhìn bề ngoài vẫn như nhau. Nhưng xin thưa với anh chị em, trong cõi đời đời sẽ khác. Trong cõi đời đời được quyết định bởi cái giá trị thuộc linh mà chúng ta có được trong đời này. Trong đời này anh chị em đã biết Chúa như thế nào? Anh chị em đã có những kinh nghiệm gì với Ngài? Anh chị em đã hiểu Chúa ra sao? Anh chị em đã trở nên giống Chúa Giê-xu ở mức độ nào? Anh chị em đã kinh nghiệm Ngài như thế nào ở trong đời sống mỗi ngày của mình?
và điều đó quyết định vị trí, thân phận của tất cả chúng ta trong cõi đời đời. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô nói: tôi coi mọi sự, lời của tôi như là sự lộ. Tôi coi mọi điều như là rơm rác, hầu cho tôi được biết Đấng Christ, được biết và kinh nghiệm sự sống lại của Ngài, hầu cho tôi đi từ cõi chết sang cõi sống, từ sự đê hèn sang sự vinh hiển, kinh nghiệm được quyền phép của Ngài. Anh chị em thấy sứ đồ Phao-lô mà, ông là một người có tất cả mọi điều ở cõi đời này. Ông có địa vị, ông có vị trí tôn giáo, ông có quan hệ, ông có đủ mọi thứ. Nhưng bây giờ tại sao ông dẹp bỏ đi? Bởi vì ông biết rằng cái điều mà Đức Chúa Trời dành cho ông á quý hơn tất cả những gì ông đã có. Tóm lại, bài chia sẻ này, tôi muốn khích lệ tất cả anh chị em buổi sáng hôm nay. Đừng có ngã lòng vì những hoạn nạn tạm và nhẹ. Amen chứ em. Ai đó đang bị bắt bớ trong gia đình, hãy vui mừng lên. Tôi biết anh chị em sẽ đắc thắng. Ai đó đang bị đối xử bất công trong xã hội, trong nghề nghiệp, trong công ty, trong công sở, trong xã hội này, cũng hãy vui mừng lên. Vì tôi biết cuối cùng Chúa được vinh hiển trên anh chị em. Hãy mạnh mẽ lên. Và điều sau đó tôi khích lệ anh chị em là đừng lười biếng tâm linh. Hãy luyện tập tâm linh của mình. Hãy luyện tập nó qua lời của Ngài. Hãy luyện tập nó qua sự suy ngẫm và thực hành lời Ngài. Hãy luyện tập nó qua sự kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Ngài. Hãy luyện tập nó qua sự thờ phượng Chúa một cách cùng hội thánh hay là cá nhân. Hãy luyện tập nó qua cách biệt riêng, ở riêng với Đức Chúa Trời trong một thời gian nào đó để tìm kiếm những giá trị. Hãy luyện tập nó qua bằng bài giảng, qua những bài giảng thuộc linh, qua những cái video clip của những tôi tớ được ơn của Chúa. Hãy luyện tập lòng tin kính mỗi ngày thưa anh chị em. Tôi nói anh chị em rằng nếu anh chị em không luyện tập ấy, tâm linh em sẽ dậm chân tại chỗ. Và anh em tin Chúa 30 năm rồi nhìn lại mình chả thấy mình khác 30 năm trước như thế nào hết. Vẫn vậy thôi. Chủ nhật vẫn đi nhà thờ rồi đi về, đúng không ạ? Rồi đi về xong rồi lâu lâu lật lật vài trang kinh thánh đọc cho vui. À, trước khi ăn thì cầu nguyện Chúa ơi thánh hóa thức ăn cho con ăn, rồi xong đi ngủ. Và 30 năm cứ như thế rồi, và chúng ta thấy cái đời sống tâm linh của mình không có gì bứt phá rồi. Ôi ôi, đó là tình trạng báo động. Có người nói tôi không phạm tội là tốt rồi. Nhưng mà xin thưa anh chị em, thiên đàng dĩ nhiên là không dành cho tội nhân rồi. Thiên đàng dành cho thánh nhân. Và Chúa gọi anh chị em và tôi là những thánh nhân. Và những thánh nhân là phải giống Chúa Giê-xu. Amen. Đó là mục đích chúng ta, chứ không phải chúng ta tin Chúa để tôi không hút thuốc là tốt rồi, tôi không uống rượu là tốt rồi. Vâng, cái điều đã tốt nhưng chưa đủ anh chị em. Chưa đủ. Tôi khích lệ anh chị em hãy dành thời giờ tối đa có thể cho đời sống tâm linh của mình. Có được không ạ? Và đó là cách duy nhất để Đức Chúa Trời làm một cơn đại thức tỉnh trên dân tộc của chúng ta. Nếu mỗi một người thức tỉnh với Chúa thì có phải tất cả chúng ta đều thức tỉnh không? Nếu nhiều hội thánh thức tỉnh thì có phải là nhiều thành phố được thức tỉnh không? Và nhiều thành phố được thức tỉnh, có phải là quốc gia chúng ta được thức tỉnh và trở về với Chúa không? Đó là con đường mà Đức Chúa Trời muốn. Chúng ta đừng ngủ quên trên cái sự sung túc dư dật hay là tài sản hay là những gì ở đời này. Nó rất là nhẹ và tạm. Nó cần, nhưng nó không phải theo chúng ta đời đời. Nhưng cái giá trị bên trong nó theo chúng ta đời đời. Hãy trở nên giống Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Ngài.